Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với phiên chợ sâm ngọc lên tháng 10 đang diễn ra tại Nam Trà My. Phiên chợ chúng tôi thì kéo dài từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng, và tháng 10 này cũng vậy mọi người nha. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại cơ sở Tuấn Ngân để giới thiệu cho mọi người những củ sâm đẹp và sâm ngọc lên đẹp. Hầu hết đều trên 10 năm tuổi theo như giới thiệu của chị Ngân ạ. Chị có thể chia sẻ là hầu tất cả ở đây là sâm hàng một luôn đúng không ạ? Một lỡ. Nhưng mà sâm già năm, trên 10 năm. Mình có thể đếm tuổi lên cái mắt của sâm. Dạ. Ví dụ cái củ này khoảng... Cái này là phần củ cái này sẽ là 3 năm tuổi. Xong rồi mỗi mắt này là 1 năm sau lai nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Củ này là 13 năm. Là 13 năm. Còn già. Một em bé lớp 7 đó. Có căn cước rồi. Có căn cước à? Trồng rất là lâu năm rồi. Mặc dù cái củ này nó nhỏ nhưng mà tuổi nó cũng rất là nhiều này. Củ này nhiều là mắt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 năm. Thường thì cái phần mà nhô lên khỏi mặt đất thì nó sẽ có cái màu sẫm như này đúng không? Còn ở dưới mặt đất thì nó sẽ có cái màu vàng tươi như này. Cái này mình trồng củ sâm theo... nằm ngang theo mặt đất như này là mỗi năm nó sẽ thêm một mắt, mà nó sẽ hướng theo ánh nắng của mặt trời á. Mình trồng theo ánh nắng của mặt trời là sẽ hướng, mỗi năm sẽ thêm một mắt tiếp theo như này, hướng về phía ánh nắng. Còn cái phần mà xanh này á là mình trồng cạn á, nó trồi lên trên mặt đất là nó sẽ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nó sẽ có màu xanh. Còn phần mà trôn ở dưới đất, như phần đa số phần củ cái nó sẽ có màu vàng vì nó ở dưới mặt đất. Đẹp quá. Ví dụ như củ này thì nó sẽ mọc dọc lên luôn này đúng không? Cái phần này thì sẽ dưới mặt đất, rồi cái phần này thì nhô lên trên mặt đất này. Nó gọi là trên mặt đất thôi, nhưng mà nó được phủ ở trong lớp mùng của mọi người ạ. Chứ nó không phải nó nhô hoàn toàn, nó đón nắng. Tại vì sâm ngọc linh là nó ưa lạnh hơn, nó không thể tiếp cận ánh nắng quá nhiều. Cho lại về những cái củ này nó mọc ở dưới tán rừng, miễn nơi nào mát và đủ nhiệt độ, độ ẩm thích hợp thì nó mới sống sinh trưởng được mọi người nhé. Nhiều bạn bè của mình ở Nam Giang, Đông Giang cũng hỏi, tuy nhiên là về những nơi đó thì nhất về độ cao, thứ hai là về cái độ che phủ rừng và cái độ ẩm tự nhiên của nó cũng không đảm bảo cho sâm ngọc linh. Cho nên là chỉ có duy nhất đỉnh Ngọc Linh là nơi mà sâm sinh trưởng tốt nhất. Còn việc di thực ra các địa phương khác thì nó có thể vẫn phát triển, nhưng mà mình chưa đảm bảo được cái chất lượng, đúng không ạ? Cũng vẫn sống. Dạ. Có một số cây là chịu đựng được vẫn sống, nhưng mà nó không có phát triển như cái vùng đất bình thường Ngọc Linh. Trà Linh của nó, vùng mà sinh ra nó đây. Sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam thì không có lý do gì chúng ta không mua những củ sâm này về. Một củ như thế này có thể ngâm được bình rượu nhỏ để đãi khách rồi này, hoặc có thể sắc ra để ngâm mật mọi người ạ. Sau này công nghệ phát triển hơn thì hy vọng sẽ có những cái sản phẩm ô cốp chiết xuất từ sâm để cho mọi người dễ tiếp cận hơn. Và Tuấn Ngân thì cũng đã có một số cái sản phẩm ô cốp từ sâm và dược liệu rồi, mình có thể giới thiệu mọi người nha. Đây đều là những sản phẩm ô cốp đã được công nhận này. Rất là đa dạng, và những sản phẩm này đều có công dụng bổ sung sức khỏe cho mọi người. Mọi người ơi, nếu như không đến được phiên chợ ấy, mọi người liên hệ số điện thoại của Tuấn Ngân qua danh thiếp này nha. 0363 434 337 hoặc là 0911 009292. Cơ sở Tuấn Ngân thì ngay tại bên cạnh phiên chợ, cái trung tâm giới thiệu bày bán sâm chợ sâm Ngọc Linh ở Nam Trà My luôn, tại xã Trà Mai luôn. Nên mà khi ghé phiên chợ thì mọi người có thể cũng ghé trực tiếp vào cửa hàng Tuấn Ngân để được tư vấn trực tiếp nha. Mình nói rất là nhiều lần rồi, phiên chợ tháng 10 là hiện nay rất là nắng rất là đẹp. Từ bây giờ cho đến khoảng tháng 2, tháng 3 thì phiên chợ mới gặp được cái thời tiết thuận lợi như thế này. Còn tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì có thể thôi, trời sẽ bắt đầu đổ mưa và cái đường xá di chuyển ấy cũng sẽ bất tiện hơn cho mọi người. Cho nên đây là cái dịp tốt nhất để mọi người đến tham quan mua sắm sâm ngọc linh nha mọi người ơi. Cái sâm ngọc linh nguyên vẹn cũ này, thân này. Lạ. Cây này mình được biết thì có thể sẽ bán theo trọng lượng của nó luôn mọi người nha, theo kiểu nguyên cây. Vì ngâm rượu thì có một củ sâm nguyên cây như thế này thì cái nó sẽ càng là tăng thêm chất lượng của bình rượu sâm ngũ vị rồi. Vườn sâm Ngọc Linh của Tuấn Ngân đây ạ.
đây là những củ sâm ngọc linh của chúng ta. À, sâm ngọc linh đến phiên chợ thì được bảo quản bằng những cái chiếc lá môn hay là những cái củ rêu, cái cọng rêu giữ ẩm như thế này. Tại phiên chợ thì tất cả các gian hàng của chúng tôi đều cam kết về nguồn gốc xuất xứ, về chất lượng sâm và giá cả đảm bảo cho mọi người. À, cho nên mọi người không nên vì một chút vì sợ mất thời gian mà mua những sản phẩm hàng hóa trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc mà gây thiệt hại cho bản thân mọi người nha. Không những vậy mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người nữa là. Phiên chợ chúng tôi mở cửa từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng, luôn sẵn sàng chào đón và phục vụ tất cả quý vị từ mọi miền đất nước và khách quốc tế. Đặc biệt là tại lễ hội sâm vừa rồi thì cũng có hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan và mua sắm sâm rồi. Cho nên mọi người yên tâm về độ uy tín của phiên chợ chúng tôi mà ghé đến tham quan mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình mua bán sâm tại phiên chợ cũng như là các cái danh thiếp để mọi người có nhu cầu có thể liên hệ mua sâm ngọc linh về dùng trong gia đình nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.